Cả Google và Apple hiện tại đều đã cho các nhà phát triển sử dụng thử phiên bản cập nhật hệ điều hành mới của họ là Android và iOS 12 trước khi được xuất hiện chính thức vào mùa thu năm nay. Và sau một thời gian được dùng thử và được trải nghiệm cả hai phiên bản này, thì một nhà phát triển tên là Zimodo đã có một số nhận định và nhận xét đánh giá chung về cả hai hệ điều hành. Và như vậy thì dựa trên những đánh giá và so sánh chung của Zimodo về cả Android và iOS 12, thì ngày hôm nay mình làm video này để mà thuật lại những cái điểm mạnh, điểm yếu của cả hai điều hành, để cuối cùng chúng ta có thể phần nào trả lời được rằng ai mạnh hơn ai. Cả iOS và Android đều được tạo ra với kỳ vọng là sẽ thay đổi thói quen sử dụng smartphone của người tiêu dùng và bắt đầu từ việc có thể cho họ được cái nhận thức về việc sử dụng thiết bị như thế nào, trong bao lâu, dùng ứng dụng nào là nhiều nhất. Mặc dù tính năng này có vẻ như là đơn giản hơn như vậy thôi, nhưng nó lại tỏ ra khá hữu ích trong việc nhắc nhở người dùng kiềm chế khi mà sử dụng thiết bị, ít nhất là đối với hệ điều hành iOS 12. Hiện tại thì phiên bản beta Android vẫn chưa được cập nhật tính năng này. Tuy nhiên thì theo như những gì mà được Google tiết lộ tại sự kiện Google I.O. 2018 vừa qua, thì cũng như qua những tấm hình chụp màn hình điện thoại mà chúng ta đã thấy, thì có vẻ như là về mặt này Android cũng sẽ tỏ ra không hề kém cạnh so với iOS 12. Nhìn chung thì chắc chắn cả hai hệ điều hành này sẽ góp một phần không nhỏ nếu như bạn muốn thay đổi thói quen sử dụng thiết bị di động của mình. Về khoản này thì Apple rõ ràng vượt trội hơn hẳn so với Google khi sở hữu rất nhiều tính năng thú vị, trong số đó thì không thể không kể đến Animoji và Memoji. Bên cạnh đó, iOS 12 cũng cập nhật tính năng gọi nhóm giúp khả năng liên lạc giữa những người dùng táo ngày càng trở nên thuận tiện. Trong khi đó thì những nỗ lực của Google lại có phần hơi khó hiểu hơn một chút. Trước đây chúng ta đã từng nghĩ rằng Hangout sẽ là ứng dụng nhắn tin thống trị tất cả của Android. Tuy nhiên thì Google lại dồn sức vào phát triển ứng dụng nhắn tin cơ bản trên Android hay dự án đã chết Onlo thay vì tập trung vào Android. Nhìn chung thì với iOS 12, Apple lại tiếp tục đem lại những trải nghiệm mới cho việc nhắn tin. Điều này chúng ta vẫn làm từng ngày, trong khi Google thì vẫn đang mờ mịt, chưa biết sẽ phát triển ứng dụng này như thế nào. Lại thêm một chiến thắng nữa dành cho Apple khi mà iOS 12 tích hợp thêm tính năng trải nghiệm chung vào nền tảng ARKit vốn đã rất mạnh mẽ rồi, đồng thời thêm một ứng dụng đo lường trong không gian thực tế ảo mang tên là MirrorSure, khiến cho những người dùng iPhone lại càng có thêm nhiều thứ để mà chơi hơn. Về mảng thực tế tăng cường thì Google sở hữu AR Core dành cho Android, tuy nhiên thì AR Core vẫn đang tụt hậu khá là nhiều so với ARKit, ít nhất là về mặt trải nghiệm người dùng. Bên cạnh đó thì Apple cũng giỏi hơn Google rất là nhiều trong việc thuyết phục người dùng nâng cấp hệ điều hành và phần mềm, với việc iOS 12 sẽ hỗ trợ rất là nhiều thiết bị từ đời cũ đến đời mới, trong khi hệ điều hành mới của Google sẽ chỉ được nâng cấp trên một số thiết bị mà thôi. Tuy nhiên thì Google cũng có một nước đi hết sức là thú vị khi mà áp dụng công nghệ thực tế tăng cường vào trong Google Maps như những gì được công bố tại sự kiện Google I.O. vừa qua. Người dùng sẽ có thể được chỉ đường một cách trực tiếp thông qua các mũi tên trong môi trường thực tế tăng cường, và chắc chắn đây sẽ là một cứu tinh hết sức tuyệt vời cho những người đã mù đường còn mù cả hướng. Về mặt này thì Google Assistant tỏ ra lấn lướt hơn rất là nhiều so với Siri. Tuy nhiên thì Apple cũng đã tạo ra thêm được rất là nhiều tính năng mới cho trợ lý ảo của mình để rút ngắn khoảng cách với đối thủ Google. Trong số đó thì có thể kể đến tính năng Siri Shortcut mới, cho phép nhóm một chuỗi hành động vào trong một câu mệnh lệnh đơn giản mà thôi. Cả Android và iOS 12 đã đưa ra gợi ý về các lệnh shortcut cho người dùng, tuy nhiên hướng tiếp cận của cả hai lại khác nhau một chút. Nếu như Siri yêu cầu sự chủ động tùy biến và tùy chỉnh của người dùng, thì Google Assistant lại làm điều này một cách tự động dựa trên những gì thiết bị biết về bạn. Xét theo một mặt nào đó, thì nếu tương lai của smartphone là một thiết bị đảm nhận vai trò của một trợ lý ảo thông minh, tự biết người dùng cần gì để mà đáp ứng nhu cầu của họ, thì Google có lẽ đang tiến gần tới tương lai này hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ so sánh về số lượng tính năng mới mà hệ điều hành đang được cập nhật thêm vào, thì iOS 12 lại nhỉnh hơn Android một chút. Bên cạnh đó, Apple tiếp tục nhấn mạnh vào việc Siri lưu trữ dữ liệu cá nhân và tùy chỉnh của bạn an toàn bên trong thiết bị, thay vì sử dụng hệ thống đám mây. Và đây chính là một đòn rất mạnh đánh vào tâm lý muốn được bảo vệ thông tin cá nhân sau những vụ lùm xùm gần đây. Nhìn chung thì những fan của táo có nhiều điều để trông mong hơn ở bản cập nhật hệ điều hành iOS 12. Và chắc chắn khi mà iOS 12 sẵn sàng lên sóng thì Apple sẽ chuyển hướng tới người dùng đầy đủ những trải nghiệm mới mà họ đã giới thiệu. Trong khi đó, người dùng Android vẫn sẽ phải chờ đợi những bản cập nhật ứng dụng kể cả khi đã nâng cấp hệ điều hành.
Bên cạnh đó, một trong những vấn đề còn sót lại của hệ điều hành iOS 12 cũng đã được giải quyết khi Apple đã chịu nhóm các thông báo lại với nhau. Đồng thời, Apple cũng tỏ ra quan tâm với nhu cầu bảo mật của người dùng khi nhắc nhở bạn nếu như dùng cùng một mật khẩu cho quá nhiều dịch vụ. Về phía Google, cũng có rất nhiều điều hứa hẹn sẽ mang tới sự tiện lợi cho người dùng như là tính năng miễn làm phiền được cập nhật thông minh hơn, hay cập nhật những thao tác cử chỉ và hỗ trợ tay thỏ để trải nghiệm Android của người dùng trở nên mượt mà hơn rất là nhiều. Android hay là iOS, lựa chọn cuối cùng thì cũng là tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của chúng ta, tùy vào nhu cầu của cá nhân và những vấn đề như là hệ sinh thái thiết bị, bảo mật hay là thói quen, mức độ an toàn thông tin cá nhân. Về điểm này thì có vẻ như là Android hay là iOS 12 không ai sở hữu một cái lợi thế nào cạnh tranh vượt bậc hơn so với đối thủ của mình. Tuy nhiên thì xét về mặt kích thích sự chờ đợi háo hức của người tiêu dùng thì có vẻ như là iOS 12 của Apple đã làm tốt hơn Google rất là nhiều. Nếu các bạn cảm thấy nội dung mình vừa chia sẻ hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VCN nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.